Minh Đường Tử Vi xin chào các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp ngày 11 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tuổi Tý. Ngũ hành tam hợp xuất hiện, cho thấy người tuổi Tý và một nửa của mình đang có tác động tích cực lẫn nhau trong cuộc sống. Đừng quên rằng bạn là tấm gương phản ánh thái độ của họ dành cho bạn, vì thế hãy thể hiện bản thân một cách thật xứng đáng nhé với những nỗ lực đang có có thể thấy con giáp tuổi tý đang đi đúng hướng trong việc cải thiện tình hình tài chính hôm nay nhờ có chính tài mà nhiều người còn kiếm được một khoản tiền kha khá nữa đấy sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu giảm sút sức đề kháng yếu hơn nên rất dễ mắc bệnh bạn nên ăn uống nhiều hoa quả rau củ hơn để cải thiện sức khỏe hiện tại nhé tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim có quý nhân giúp đỡ hoặc có vận may về công ăn việc làm tài lộc nhưng không nên khai triển thêm sẽ gặp điều bất lợi giao thiệp với người khác phái đem lại điểm tốt cho mình có tin vui của người thân hoặc bè bạn tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy có cuộc vui cuộc đi ngắn không nên nản trí khi vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc cũng như tình cảm gia đạo cần phải lo toan hao tốn về mua sắm giao thiệp tu bổ sửa chữa tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa mọi việc rất dễ xảy ra những chuyện trái ý phật lòng hoặc gặp rủi ro tai nạn tin xấu nếu không sẽ là ngày nên cẩn trọng về sức khỏe cần giới hạn mọi việc để tránh những chuyện phiền lòng thất bại tuy nhiên cũng có tin tức ở xa có tài lộc hoặc quà cáp do vấn đề tình cảm ân nghĩa hoặc được ăn uống tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ đề phòng mọi rủi ro bất chắc ngày gặp nhiều chuyện khó khăn hoặc phải làm việc nhiều mới có kết quả Việc mong cầu về tài lộc tuy có nhưng chậm và cũng phải chi phí vào những việc cần thiết. Ngày có sự gặp gỡ, có tin xa, có người đi xa. Có cuộc vui, hỷ sự, đình đám. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc. Mọi việc đều phải hết sức cẩn trọng. Không nên nản trí khi vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt. Ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc cũng như tình cảm, lẫn gia đạo. Tuy nhiên nếu những gì đã có sự hẹn ước hoặc đã có kỳ hạn thì hãy làm cho xong. Tâm tình bất an, sức khỏe không tốt, gặp lại người xưa, chuyện cũ. Tử Vi tuổi Sửu. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, Sửu Thìn tương phá nhắc nhở con giáp tuổi Sửu nếu bạn muốn vượt qua căng thẳng trong mối quan hệ với một người nào đó ngày hôm nay, cách xử lý duy nhất là hãy thẳng thắn mặt đối mặt. Khi bạn chia sẻ với mọi người bằng thái độ chân thành, bạn sẽ cũng được đáp lại với những điều tương tự nhé. Kiếp tài dự báo đây sẽ là ngày mà con giáp tuổi sửu cần phải hết sức cố gắng nếu muốn hoàn tất một lượng công việc lớn như đã được giao phó. Trong trường hợp bạn đối mặt với những yêu cầu, đòi hỏi quá mức thì hãy thẳng thắn lên tiếng từ chối, để đối phương hiểu rõ những ranh giới mà họ nên chấp nhận. Ngày thủy thổ tương xung nên sức khỏe của bạn phần nào đó bị ảnh hưởng, nhất là những hôm thời tiết thay đổi như những ngày này thì bạn không được quên trần bị áo cẩn thận để thay đổi khi cần. Tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim. Dù có gặp chuyện vui cũng không nên đi quá giới hạn sẽ đưa tới hậu quả xấu. Chuyện tình cảm không nên có sự cưỡng cầu vì chưa phải lúc để nói hết lòng mình. Ngày có nhiều công việc hoặc tin tức đến rất bận rộn phải lo toan. Đề phòng có sự trở ngại, gặp rủi ro hoặc có sự bất đồng ý kiến, kích bác. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, dễ hao tài. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy. Ngày có rất nhiều công việc đến cần phải giải quyết hoặc nhận được nhiều tin tức nên dễ có sự bỏ giờ nửa chừng để lo những công việc cần thiết. Không nên hấp tấp quyết định, mọi việc đều phải có sự nhẫn nại chờ đợi. Có người đến hỏi ý kiến hoặc nhờ và có tin xa. Nên cẩn trọng về di chuyển, đi lại, sử dụng xe cổ. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa. Chớ nên vội vã kết luận khi nhận được tin hoặc có sự lo âu. Nếu có người đề nghị về hợp tác, hoặc phải chia tay, giải thể thì cũng không nên vì những tiểu tiết nhỏ nhặt làm mất hòa khí. Nên thanh toán những việc đã đến hạn kỳ. Khi bắt tay vào việc gì đề phòng có sự cháo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn. Không nên vì chuyện tình cảm mà có sự thiệt hại, phiền lòng. Tử vi tuổi tân sửu, thuộc mệnh thổ. Cần phải cực nhọc mới có được kết quả. Mọi việc sẽ đến dồn dập tốt xấu lẫn lộn. Không nên câu nệ vào những tiểu tiết miễn công việc được thành tựu là tốt. Gia đạo có chuyện buồn, tâm tình bất an, nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Có tin buồn, nếu nóng tính vội vàng thì dễ bị mắc sai lầm. Nếu có tài lộc chỉ là vay mượn, tạm ứng, tiền của sự đáo hạn, hoặc lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc. Khi bắt tay vào công việc gì đề phòng có sự cháo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn. Mọi việc đều phải có nhu nhuyễn khéo léo mới có kết quả. Làm gì cũng nên giữ lấy uy tín tuy nhiên hãy suy nghĩ kỹ nhận thêm một việc tức là nặng thêm một việc nên thanh toán những việc đã đến hạn kỳ tử vi tuổi dần ngày tam hội xuất hiện cho thấy người nào đó mà người tuổi dần hết sức quan tâm và yêu mến sẽ âm thầm xây dựng một mối quan hệ hay các kết nối mà họ mong muốn và trong đó có bạn ngày này rất tốt cho những buổi gặp gỡ bàn bạc làm ăn một việc nào đó dưới tác động của thiên quan khiến cho con giáp tuổi dần nghĩ rằng mình là kẻ ngốc, bạn đang bị mọi người lợi dụng. Trên thực tế, không phải mọi việc không như bạn vẫn nghĩ đâu. Theo tử vi hàng ngày, người tuổi dần nên suy nghĩ khách quan hơn thì bạn mới tìm được giải pháp nhé. Hôm nay bản mệnh nếu không muốn rơi vào phiền tái, hồ nghi, ghen tuông trong một mối quan hệ thì ngay từ đầu hãy thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của mình, những điều mà bạn muốn trong chính mối quan hệ này. Khi đối phương có thể tôn trọng bạn và ngược lại thì mối quan hệ mới có thể phát triển tốt được. Tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy. Không nên nóng tính hoặc hấp tấp vội vàng khi đối đầu với trở lực thách thức vì sự chắc trở còn dài. Nếu là người kinh doanh thì nên uốn mình theo hoàn cảnh thì mới có lợi. Nếu là người quan chức thì không nên sợ hãi trước mọi trở lực nên mạnh tay thay đổi nội bộ, trước khó sau dễ. Hãy bỏ qua mọi chuyện thị phi, đàm tiếu, những áp lực mới có kết quả tuy nhiên tất cả các việc có dính líu đến giấy tờ văn tự chữ viết thảo đơn đều phải hết sức cẩn trọng chỉ nên là một dự thảo ngay cả quý nhân của mình nếu có cũng không đủ khả năng ứng phó hoặc chính họ cũng đang gặp nhiều trở ngại không nên cầu tài lớn lao tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa mọi việc hãy để tự nhiên không nên manh động thì đỡ xấu ngày không nên có sự đương đầu mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi có người mang tin đến tâm tình sức khỏe bất an có tin vui ở xa có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tài lộc trung bình tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ ngày không nên có sự đương đầu mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi không nên tránh né mà hãy mạnh dạn giải quyết công việc hay tiền bạc cho bớt đi gánh nặng và để giữ lấy uy tín của mình có người mang tin đến có tin buồn có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn sức khỏe không tốt tài lộc trung bình cẩn trọng về lời nói có sự tranh cãi hoặc gặp chuyện phiền muộn tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc mưu sự còn bị nghẽn lối hoặc công việc gặp trắc trở nên có sự di chuyển thay đổi và nên tìm quý nhân giúp đỡ hoặc chờ đợi sẽ có tin tức mới cẩn trọng về tiền bạc do tình thế đảo lộn khác với sự tính toán của mình có khách bè bạn đến hoặc nhận được tin tức của họ có tài lộc tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim không nên tránh né mà hãy mạnh dạn giải quyết công việc hay tiền bạc thuộc về quá khứ cho bớt đi gánh nặng và để giữ lấy uy tín của mình ngày không nên có sự đương đầu mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi có người mang tin đến có tin buồn có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn sức khỏe không tốt đề phòng rủi ro bất chắc tài lộc trung bình cẩn trọng về lời nói có sự tranh cãi hoặc gặp chuyện phiền muộn tử vi tuổi mão mão thìn tương hại nhắc nhở người tuổi mão muốn hạn chế các sai lầm thì bạn nên lập ra mục tiêu kế hoạch và hết sức nỗ lực để có thể thực hiện chúng tuy nhiên bạn đừng quên rằng mọi thứ có thể không hoàn toàn diễn ra theo đúng ý bạn nhất là trong tình huống còn có thể có nhiều thay đổi hãy suy nghĩ tích cực và linh hoạt hơn nhé những việc diễn ra ngày hôm nay phần lớn dựa vào may mắn mà chính quan đưa tới và tính ngẫu nhiên nhiều hơn là thực tế nhé người tuổi mão Ban đầu, mọi thứ diễn ra theo một chiều hướng, và đến chiều thì lại thay đổi theo hướng khác, khiến suy nghĩ trong bạn dần trở nên khác biệt so với thời điểm ban đầu. Trong ngày này bản mệnh có những tổn hại liên quan đến tiền bạc. Có thể là những khoản nhỏ thôi nhưng khi tổng kết lại có thể là một khoản lớn đấy nhé. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Nên khéo léo trong cách giải quyết công việc, thay đổi phương hướng, rời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ, không nên trần chờ mà hãy cố gắng giải quyết, đã đến lúc cần phải thay đổi mọi việc cũng như tình cảm. Tài lộc bình thường, không nên mưu tính, không tốt. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh Hỏa. Chớ nên vì vấn đề tình cảm mà giải quyết mọi công việc dễ mất uy tín và gặp sự thiệt thòi. Cẩn trọng về sức khỏe, mọi việc không nên tham cầu, có hại, tất cả chỉ nên ở mức bình thường là tốt. Có tin tức, quý nhân nếu có là người khác phái, nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh Thổ mọi việc đều có thể bị đảo lộn không đúng như ý muốn hoặc có sự hư hại, chắc trở. Nếu có nhiều công việc đến thì nên làm những việc đã có dự tính, ước hẹn. Nên có sự thay đổi về quan điểm của mình trước tình hình mới. Ngày có sự gặp gỡ, có lộc hoặc có quà tặng, cuộc vui ngắn. Có tin xa, nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc. Tất cả chỉ là ngắn hạn, thành công trong nhất thời, dễ bị bỏ dở, phá ngang, ngồi lâu có hại. Nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi coi chừng khi hành động dễ bị ràng buộc làm trong sự miễn cưỡng. Tài lộc trung bình, ngày có đình đám, tiệc tùng hoặc có thêm người, có tin vui, hỷ sự, có tin tức về tiền bạc hoặc việc làm ăn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim. Mọi việc mong cầu đều rất khó thành công hoặc đúng như đã dự định. Nên đi xa, di chuyển, gặp gỡ để giải quyết công việc kể cả chuyện tình cảm cũng vậy. Có tin vui, hỷ sự hoặc có đám tiệc, có lộc nhỏ có tin xấu về rủi ro tai nạn hoặc có sự hư hại về đồ đạc vật dụng tử vi tuổi thìn 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 tự hình khiến những chuyện xảy ra trong quá khứ có thể gây cho người tuổi thìn những luyến tiếc khiến cho tâm trạng bạn có một chút thiếu tích cực ngày hôm nay bạn cũng đừng quên rằng đây hoàn toàn không phải thích hợp cho những mâu thuẫn tranh cãi và làm căng thẳng hóa quan hệ thái độ của con giáp tuổi thìn ngày hôm nay có phần cứng nhắc bạn bướng bỉnh và khăng khăng làm mọi việc theo ý mình khi bị ảnh hưởng khá nhiều bởi tỷ kiên hẳn nhiên bạn thoải mái với điều này nhưng người nào đó sẽ không vui chút nào trước cách hành xử của bạn đâu nên linh hoạt hơn thì sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người hôm nay bản mệnh nên tránh xa những việc nặng hoặc những tác nhân gây căng thẳng cho bạn trong ngày này khi sức khỏe hồi phục thì bạn có tiến hành việc gì cũng thuận lợi hơn tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của bổn mạng. Có tin tức của người nữ ở phương xa, nên nhu thuận hòa hoãn trong sự tranh luận, bàn thảo, nhưng cũng không nên theo ý kiến của họ. Không nên tiến hành hoặc giải quyết ngay vì trước mặt còn nhiều khó khăn, chắc trở hoặc vấn đề chưa có sự thỏa thuận êm đẹp trọn vẹn. Nên ngồi tại chỗ chờ thêm tin tức mới. Chi dùng tiền bạc cho khéo léo, dễ hao tài, nên hoàn trả nợ nần, tu bổ, sửa chữa, mua sắm những việc cần thiết, hoặc nên bán đi những gì không còn cần thiết. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ ngày tuổi của bổn mạng mọi sự có thể xảy ra nhiều tình huống khó dự đoán nên dè dặt trong mọi chuyện có tin xa nên thu vén công việc và cũng không nên quyết định những công việc lớn trọng đại tâm tình bất an nên tìm gặp quý nhân tốt hơn là nên nghỉ ngơi chờ đợi tài lộc trung bình hoặc có sự đáo hạn định kỳ tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc ngày tuổi của bổn mạng mọi sự có thể xảy ra nhiều tình huống khó dự đoán nên dè dặt trong mọi chuyện chớ nên có sự tranh chấp tranh cãi sẽ đưa đến điều không tốt nên tiến hành những công việc đã được định trước kể cả về mặt tiền bạc có tin xa nếu không phải là ngày làm việc thì nên nghỉ ngơi bày vẽ thêm thì bất lợi tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim ngày tuổi của bổn mạng hãy chỉ nên chăm chú vào một chuyện không nên ôm đồm công việc hãy bình tĩnh dù sự việc có khó khăn đến đâu cũng có phương cách giải quyết sức khỏe không tốt gia đạo bất an tuy nhiên cũng có được cơ hội để giải trừ nếu không phải là việc hệ trọng thì nên nghỉ ngơi tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy ngày tuổi của bổn mạng mọi sự có thể xảy ra nhiều tình huống khó dự đoán nên dè dặt trong mọi chuyện chớ nên có sự tranh chấp tranh cãi sẽ đưa đến điều không tốt nên tiến hành những công việc đã được định trước kể cả về mặt tiền bạc có tin xa nếu không phải là ngày làm việc thì nên nghỉ ngơi bày vẻ thêm thì bất lợi tử vi tuổi tỵ. Thiên ấn thắp lửa cho những sáng tạo, suy nghĩ táo bạo để người tuổi tỵ có thể áp dụng chúng vào trong công việc, nhất là những ai làm việc liên quan tới nghệ thuật. Thế nhưng bạn cần phải biết rằng để áp dụng vào thực tế thì không phải ý tưởng nào cũng khả thi, bạn phải sớm loại bỏ những cái không phù hợp một cách có chọn lọc. Vận trình tình cảm hiện tại được cải thiện khi bạn đã chịu khó nhìn về mặt tích cực của con người đối phương. Từ đó, bạn biết nên và không nên làm gì để bảo vệ tình yêu của hai người trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng chính bắc phía ngoài nhà kho tổ chim hoặc lồng chim do đó thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa đã đến lúc cần phải mạnh dạn lên tiếng hoặc phải thay đổi hoàn cảnh hiện tại dù biết rằng có khó khăn trước mặt ngày có sự hao tốn về sửa chữa mua sắm có tin tốt về chuyện tình cảm, giao thiệp, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Nên ra đi giải quyết công việc đã có dự tính nhưng có sự chờ đợi chậm trễ, lô lắc hoặc gặp mặt không đầy đủ. Có sự chắc trở khó khăn, hoặc công việc đang tiến hành thì bị bỏ dở tiến thoái lưỡng nan. Chỉ nên làm việc bình thường. Có tin xa, hao tốn tài lộc cho những dịch vụ định kỳ. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều công việc đến cần phải lo âu, giải quyết. Tốt xấu lẫn lộn. Nếu không tìm được phương kế thì nên tìm gặp quý nhân là người khác phái. Nên ra đi giải quyết công việc. Có tin xa hoặc có khách. Ngày có sự hao tốn về tài lộc cho những dịch vụ định kỳ. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Tốt hơn nên noi theo lối cũ, an phận thủ thường, nếu muốn thay đổi thì cần có ý kiến của nhiều người. Ngày có sự hoàn tất công việc hoặc có sự đáo hạn, định kỳ. Có tin vui, gặp người tốt. Có người muốn nâng đỡ mình nhưng còn rè dặt vì e sợ có người châm trích mọi việc cứ để yên chưa phải lúc. Chuyện tình cảm, tình duyên thoải mái vui tươi, tài lộc trung bình, hao tài về giao thiệp, mua sắm tiền của sự đáo hạn định kỳ. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Dù có nhận được tin tức hay xấu nhưng cũng nên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi mới giải quyết những công việc kế tiếp. Nên tu bổ, sửa chữa, mua sắm những gì còn thiếu sót hoặc đã có sự hư hại, hoặc hoàn tất những gì đã có định ước, đến hẹn. Những việc xưa cũ đã đến lúc phải có sự kết thúc hoặc phải thay đổi. tử vi tuổi ngọ chính ấn giúp cho công việc của con giáp tuổi ngọ hôm nay suôn sẻ thuận lợi hơn khi bạn rất chủ động trong công việc hôm nay rất tốt cho ai muốn thực hiện những nhiệm vụ liên quan tới việc cải thiện cấp bậc trong sự nghiệp của mình hôm nay có ai đó lại là tác nhân tốt đẹp giúp tình cảm của bản mệnh và một nửa của bạn trở nên tốt đẹp bất ngờ hơn nữa bạn được sống thật với con người với cảm xúc của mình nên cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 6 âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Bản mệnh lưu ý tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Cần tránh người muốn đem tâm tình, kết bạn với mình. Đừng mong tin xa, nên thu xếp vén khéo công việc. Có tin tức buồn vui lẫn lộn. Nếu có được mời ăn uống dự tiệc thì cũng không vừa ý hoặc phải có sự hao tốn. Ngày gặp những người có chuyện đau buồn, thua lỗ, đau ốm đến với mình tránh mọi chuyện thị phi bị kích bác cẩn trọng khi đi đường nếu không gặp rủi ro thì cũng không có ích lợi cầu tài lộc không có lợi tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy có sự tiến thoái lưỡng nan phân vân khi đương đầu với khó khăn chuyện buồn nên tìm gặp quý nhân và chờ đợi tin tức ở xa hoặc vì uy tín mà phải giải quyết những chuyện có sự giao hẹn đính ước nên nhẫn nhịn có tài lộc tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt hoặc có sự trách oán nếu không như vậy ngày có nhiều sự trắc trở rủi ro sức khỏe không tốt hoặc có chuyện buồn giới hạn việc đi lại di chuyển đề phòng rủi ro có tin tức hoặc gặp gỡ thân nhân bè bạn có tài lộc tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ đề phòng sự cháo trở hoặc sự việc xảy đến bất ngờ khiến cho mình không chờ tay kịp không nên nghe ý kiến của người khác mà hãy tự mình tìm phương cách giải quyết nếu là ngày có sự gặp gỡ thì cuộc vui cũng không vừa ý có tin xa tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc giới hạn việc đi lại di chuyển đề phòng rủi ro có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn có tài lộc hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt hoặc có sự trách oán tử vi tuổi mùi kiếp tài khiến cho ngày hôm nay của người tuổi mùi có phần tâm trạng mỏi mệt bởi vì bạn không tìm được sự ủng hộ mà bản thân mong muốn từ những người xung quanh đặc biệt là người vốn thân thiết gần gũi với mình nếu tìm sự đồng cảm là khó khăn thì cũng đừng đặt nặng điều đó quá mức hãy học cách độc lập và thoải mái với những quyết định của riêng bạn chỉ khi bạn tự biết cách làm mình vui vẻ thì mới có thể thu hút những niềm vui may mắn về mình do đó dù đang đối mặt với hoàn cảnh nào thì cũng nên học cách tư duy tích cực bạn nhé xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay là ngày khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất cưới gã, trổ cửa dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tầm, khai trương, xuất hành, nhập học. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Có sự đi xa, di chuyển quay về nơi trốn cũ. Gặp lại người cũ hoặc nhận được tin tức của họ. Có nhiều công việc cần phải giải quyết do có nhiều tin tức mới đem lại. Tài lộc trung bình hao tài cho nhiều chi phí di chuyển mua sắm quà tặng tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy ngày rất dễ hao tài hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính nên có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc có nhiều chuyện phải lo âu giải quyết vì có nhiều sự kiện xảy ra hoặc có tin tức đến không phù hợp với tình hình hiện tại cần thiết là phải gặp mặt trực tiếp tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa khi bắt đầu công việc nên cẩn trọng hoặc khi đi xa di chuyển có chuyện không được như ý không nên tin cẩn ở mặt bề ngoài vì công việc hoặc lời nói còn có ẩn ý tuy nhiên đây không phải là chuyện xấu vì có sự cẩn thận nên để người khác đứng thay cho mình có hao tốn chút ít về giao thiệp hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính không nên e ngại khi có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ mọi việc chỉ nên ngồi yên nhưng nếu cần làm thì phải làm cho nhanh không đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt thì mới có lợi không nên suy tính quá kỹ lại trở thành không tốt nên tránh những chuyện tranh cãi thị phi có tài lộc hoặc có tin tốt về công ăn việc làm tình cảm tiền của sự đáo hạn định kỳ có lộc ăn quà tặng tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc mọi việc đều nên ẩn nhẫn hoặc tìm người khác thay thế mình trong công việc cần giải quyết có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân có lộc nhỏ hoặc có quà tặng vui chơi có tin tướp ở xa, không nên e ngại khi có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Tử vi tuổi thân. Tam hợp giúp cho tình cảm của người tuổi thân ngày càng tăng tiến để những cặp đôi thêm phần kết nối, có nhiều thời gian hơn dành cho nhau. Người độc thân đã sẵn lòng cởi mở hơn để thu hút những người phù hợp về mình, hứa hẹn bạn sẽ có những buổi hẹn hò lãng mạn con giáp tuổi thân mong muốn có một ngày thực sự thoải mái và dễ chịu và may mắn thay thì bạn có được sự ủng hộ của thực thần nên mọi việc trở nên dễ dàng hơn lời khuyên cho bạn là đừng nên đưa ra một quyết định lựa chọn nào ở thời điểm này hãy cho mình cơ hội vào thời gian sau đó khi bạn đã suy tính với đủ thông tin khác nhau kim thủy tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện được tình hình tài chính hiện tại có người còn được người thân cho tiền chỉ bạn cách gia tăng lợi nhuận cho việc làm ăn hiện tại Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh Thủy. Mọi việc nên giữ thái độ ôn hòa để thảo luận, bàn bạc dù mình đang bị áp lực hoặc đang gặp nhiều trở ngại chưa có phương hướng giải quyết cho ổn thỏa, nhưng sẽ có kết quả, nên chấp nhận sự giải quyết tạm thời, sau này sẽ có sự chuyển biến, có quý nhân. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh Hỏa. Ngày có nhiều chuyện không vui hoặc có sự việc xảy ra không đúng như dự tính, chậm trễ, lỡ hẹn. Mọi việc không nên gấp gáp vội vàng đề phòng rủi ro, khẩu thiệt tranh cãi, gặp tiểu nhân hoặc chỉ nhận được những tin tức không tốt. Cố gắng giữ lời hứa nếu đã có hẹn trước. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, nên tránh mọi chuyện tranh cãi hoặc đương đầu sẽ không có lợi. Sự việc không phải là đơn giản, không phải một lần giải quyết hành động mà kết thúc được vấn đề, vì sẽ có những chuyện xảy ra bất ngờ không đúng với ý nghĩ của mình. Tuy nhiên cũng không nên nản chí sẽ có kết quả, tin tức không tốt hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu lắc tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc không nên để cho tình thế hiện tại trói buộc mình mà hãy mạnh dạn tìm phương cách giải quyết hoặc ra đi tìm phương kế nên suy xét cho cẩn thận về những lời bàn ra tán vào sự việc đến hoàn toàn không dễ dàng nếu có hợp đồng ký kết giao dịch đầu tư thì cẩn trọng về chữ nghĩa sẽ có sự giấu giếm lừa đảo hoặc bị sơ sót lầm lẫn đưa đến bất lợi tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim sự việc không phải là đơn giản, không phải một lần giải quyết hành động mà kết thúc được vấn đề, vì sẽ có những chuyện xảy ra bất ngờ không đúng với ý nghĩ của mình. Tuy nhiên cũng không nên nản chí sẽ có kết quả, tin tức không tốt hoặc chờ đợi chậm chạp lâu lắc. Tử Vi tuổi dậu hôm nay lục hợp mang lại các điều kiện thuận lợi trong các mối quan hệ để người tuổi dậu có thể thực hiện một số việc liên quan trong công việc hoặc bạn nhận được sự hậu thuẫn của bạn bè người thân khi gặp khó khăn mọi việc diễn ra ngày hôm nay dưới tác động của thương quan khiến con giáp tuổi dậu rơi vào tình huống khó khăn đòi hỏi có suy nghĩ tích cực đồng thời đừng quá tham lam hấp tấp với mỗi bước đi hãy có sự thận trọng cần thiết để tránh những sai sót không đáng có có thể khiến bạn cảm thấy tiếc nuối sau này ngũ hành tương sinh là cơ hội cho bạn bật đèn xanh với người đã theo đuổi bạn đã lâu nếu bạn đang thích ai đó thì có thể khéo léo ngỏ lời để xem phản ứng của đối phương là như thế nào tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy việc đến cần phải hết lòng dù có thiếu thốn mọi phương tiện hoặc gặp sự cản trở khó khăn mới vượt qua được nếu có người cần sự giúp đỡ của mình cũng nên nhiệt tình sau này sẽ có sự giúp đỡ lại có tài lộc chút ít hoặc có niềm vui lộc ăn tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa không nên vội vàng vì có những sự việc xảy ra bất ngờ ngoài dự tính việc đi lại có sự cản trở hoặc gặp rắc rối công việc khó tiến hành cho êm xuôi cẩn trọng có sự trách oán phiền lòng hoặc có tin xấu có cuộc vui nhỏ không nên e ngại chuyện hao tốn vì sự việc không phải là dễ dàng tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ không nên hấp tấp vội vàng nản trí khi gặp sự khó khăn tranh cãi mọi việc tổ chức sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn ngày có tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn trong đó có người không tốt nếu có việc di chuyển nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc có tin xa có cuộc đi ngắn có tài lộc hoặc có quà tặng lộc ăn tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc ngày có nhiều việc đến rất bận rộn không nên có sự cầu toàn và cũng phải biết thiệt thòi đôi chút thì mới có lợi tình cảm không nên để mất hãy làm theo những gì đã được định ước có người đem sự thuận lợi đến hoặc có cuộc vui tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim mọi việc tổ chức sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn trong đó có người không tốt nếu có việc di chuyển nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc có tin xa có cuộc đi ngắn có tài lộc hoặc có quà tặng lộc ăn tử vi tuổi tuất ngộ hành lục xung cho thấy mâu thuẫn trong gia đình có thể đẩy mối quan hệ của người tuổi tuất và những người yêu thương rơi và những căng thẳng không đáng có tuy nhiên nếu bạn có cách suy nghĩ tích cực và đừng quá vướng bận vào những chuyện lặt vặt thì bạn sẽ thấy rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa mà thôi tỷ kiên dự báo có thể người tuổi tuất sẽ phải đương đầu với một người nào đó đối tượng mà bạn đã nghĩ rằng không còn bất cứ liên lạc hay quan hệ nào sau những căng thẳng xảy ra trong quá khứ Chuyện đã qua thì đã xa rồi, hãy cố gắng tập trung vào hiện tại và suy nghĩ mọi việc thực tế hơn để giải quyết mọi thứ cho tốt nhé. Thủy thổ tương xung cũng là lúc bản mệnh nên quan tâm hơn tới khía cạnh sức khỏe của mình. Đừng chủ quan tự cho rằng mình đang khỏe nên tự phá sức bằng việc thức khuya, ăn uống thiếu khoa học. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa. Ngày xung của buồn mạng, tình thế xảy ra có nhiều bất lợi cho mình, cần phải bình tĩnh, có tin buồn về làm ăn cũng như về tình cảm quan hệ giữa người có sự tranh chấp trái ý cần phải giữ vững lập trường có tin không tốt của người thân quý nhân hoặc bè bạn tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ ngày xung của bổn mạng tính toán gì cũng hay gặp sự trắc trở khó khăn chậm trễ hoặc không biết tính toán nên tiến hay nên thoái sự quyết định nên để vào một ngày khác nên hoàn tất những gì đã có dự tính hoặc đến hạn kỳ có tài lộc có tin buồn tâm tình bất an tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc ngày xung của bổn mạng nếu không phải là việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính không nên than van hoặc âu lo về công việc nếu có những trở ngại bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được vận may hãy mạnh dạn thay đổi có tin xa một ngày bận rộn hay lo tài lộc trung bình hoặc có chuyện vui tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim ngày xung của bổn mạng có nhiều chuyện phiền toái đến với mình nếu không cẩn trọng trong công việc hoặc được giao phó nên nhẫn nại nếu có lời trách oán hoặc bị áp lực, vì chưa phải là thời cơ để mình lên tiếng, hoặc chỉ nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại hay thuận theo thời cuộc. Có tin xa nhắc mình về cuộc hẹn, lời hứa, có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Ngày xung của bổn mạng, nếu không phải là việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính. Không nên than van hoặc âu lo. Về công việc nếu có những trở ngại, bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được vận may. Hãy mạnh dạn thay đổi, có tin tức ở xa, có tin buồn, cẩn trọng sức khỏe không tốt, một ngày bận rộn hay lo. Tử vi tuổi Hợi. Thiên tài giúp cho con giáp tuổi Hợi có cơ hội cao để cải thiện tình hình tài chính hiện tại để bạn có thể bước sang một nấc thang mới. Thế nhưng làm việc gì cũng phải từ tốn, đừng vội vàng hay tham lam quá bạn dễ để lại hậu quả không tốt về sau này. Tình cảm của hai người trong ngày không được khả quan, bạn nên học cách cân bằng lại cuộc sống của mình. Việc thiếu thời gian tâm sự, chia sẻ là nguyên nhân chính yếu, hãy cố gắng hóa giải mâu thuẫn đi nhé. Hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 2021 dương lịch là ngày can nhâm, ngày can nhâm không trị bệnh ở thận. Bản mệnh lưu ý để không tác định lên vị trí này bạn nhé tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Có tin xa, mọi việc nên mạnh dạn và tiến hành mới có thể vượt qua được khó khăn hiện tại. Nếu không như vậy thì công việc sẽ không có kết quả, bị đứng chừng, bế tắc. Kết quả còn xa. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Nên di chuyển, đi xa. Ngày có nhiều công việc đến dồn dập cũ cũng như mới hoặc có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức. Nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu hao tài về giao thiệp, giải trí, chữa bệnh. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc. Không nên quá tính toán về chuyện tiền bạc nếu có thì nên chia sẻ. Mọi việc mong cầu cần phải dựa vào sức hoặc uy tín của người khác thì mới thành công. Tuy nhiên mọi sự đều phải sòng phẳng để tránh sự mít lòng về sau. Nên di chuyển, đi xa. Nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu. Hao tài về giao thiệp, ăn uống, giải trí, chữa bệnh tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim mọi việc không nên cưỡng cầu hãy chấp nhận những gì mình đang có trong hiện tại sẽ có lợi sau này có tin tức ở xa tốt cũng có mà xấu cũng có mọi việc nên chờ đợi không nên hấp tấp tiến hành cũng không nên nghe ý kiến của những người khác có người ra đi gặp lại người xưa tài lộc trung bình định kỳ đáo hạn tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy mọi việc mong cầu cần phải dựa vào sức hoặc uy tín của người khác thì mới thành công tuy nhiên mọi sự đều phải sòng phẳng để tránh sự mít lòng về sau nên di chuyển đi xa ngày có nhiều công việc đến dồn dập cũ cũng như mới hoặc có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu hao tài về giao thiệp ăn uống chữa bệnh cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại